1%. Trời ơi, tin được không? Giao trong 2 tiếng bao nhiêu? Làm gì vậy? Đây là có quán cà phê mà ba đứa làm gì muốn mai như mấy con điên vậy? Trời ơi chị ơi, đây là cái bài hát rất nổi tiếng trên mạng luôn á. Nè he, hot dữ lắm he. Mà ở bên Tiki hả, cái gì cũng có bán luôn he. Chỉ có chai là không có bán thôi. Có à, chắc mày cũng mua luôn á. Ừ, chắc tới phần em chị, chắc mua dùng hết rồi. Nè, không tin coi đi. Con thì hôm nay làm cái gì giọng đàn ông như vậy? Diêm hồng. Coi đi. Xe huyền thoại giảm giá lên đến 91% từ 9 tháng 11 đến 15 tháng 12. Trời ơi, tin được không? Sale 91%. Trời ơi, tin được không? Trời ơi, tin được không? Sale 91%. Trời ơi, tin được không? Giao trong 2 tiếng bao nhiêu luôn. Ai mượn tụi bay quảng cáo vậy? Mưu sinh. Trời ơi chị, quảng cáo gì, em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Cuộc sống hè. À ha. Nè. Wow, thật là nhiều quà chứ hả? Thuốc diêm hồng cho chị. Anh cha cái này không hiểu không đây. Nè, muốn này cho chị nè. Nè. Rẻ. Trời ơi. Tặng quà không coi đi bấm điện thoại hoài vậy trời. Gì nè, coi cái gì vậy? Diễn viên Huy Hoàng đó, lại lùm xùm vụ tình ái. Ông nó đào hoa dữ lắm, cứ quay với diễn viên nữ nào là cặp với người đó. Stop. Huy Hoàng á hả? Ủa? Chồng tôi. And excuse me, chồng tôi không hề mê gái. Anh ấy là bóng. Cái gì? Huy Hoàng là bóng á? Bóng kính hả? Bóng hở. Là sao? Hở cái bóng. Mà xàm quá bà ơi. Mẹ này gặp ai cũng kêu chồng. Tôi là hàng xóm của ổng nè, tôi rình ổng hoài. Trời ơi, cứ tối là một cô, hôm bữa là cô Nam Thư, hôm sau là Băng Di, hôm vừa rồi là BB Trần. Excuse me, BB Trần là đàn ông. Thiệt không? Dạ. Yeah. Ủa sao giống con gái vậy? Đó là tài năng của nó. Trời đất ơi, nhưng mà ông nghe tôi đi, tôi làm bên trang rình rập tôi rõ nhất. Ổng có bạn gái rồi, giấu kín lắm. Hey. Nghe đồn mới là mê gái, chỉ gái đẹp thôi nha. Không có cửa đâu, nè. Cỡ tôi còn được. Cái gì? Cỡ bà hả? Cỡ bà là liệm luôn đó mẹ. Sao vậy trời? Nghĩ gì vậy? Báo bên tôi nè, paparazzi rình rập rất là nhiều. Đê đê ha. Ghê vậy. Chị đừng tin, tất cả chỉ là lời đồn. Đúng rồi đó chị, ông bà mình có câu á, cuộc sống mà mình cứ tin vào lời đồn thì trước sau gì cuộc đời mình cũng như là... Như gì? Như là lời đồn thôi. Gì đó? Đúng rồi he. Bây giờ he, 1 đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn ngàn he. Rồi lúc đó hả, nhục nhã ê chề, trời ơi trời. Thiệt he. Tôi nghĩ là để tìm ra sự thật chỉ có một cách thôi. No creo and no mores. Còn mãi người ta thường nói.
bay tới đây tụi bay giành khách của tao nữa phải không? Chú là ai? Tao là xe ôm truyền thuyết. Ai không? Xe ôm truyền thống. Ở ngoài kia tụi bay giành khách cho đã, tao vô tới trong này rồi tụi bay còn giành nữa đúng không? Trời đất ơi, hôm kia là một hãng, hôm qua là một hãng, bữa nay tới hãng gì nữa đây? À, ninja. Của tụi bay ăn bằng kiểu gì kỳ cục vậy hả? Cái tông này là cái tông gì đây? Dạ chú, cái này là thời trang chống nắng của tụi con mà chú. Dạ đúng rồi, bốn mùa xuân hạ thu đông. Chống cái bà nội tao chứ chống. Mày nghĩ coi giờ này 12 giờ đêm ở đâu chống nắng cho mày nắng mà chống hả con điên kia? Dạ không, con chống sẵn cho ngày mai, mai trương ra đường khỏi chống nắng nữa. Mày điên rồi. Nè nè, trời đất ơi, tao biết rồi. Nửa đêm tụi bay làm kiểu này là... À, tụi bay trá hình tụi bay đi làm gái đứng đường đúng không? Trời ơi. Trời đất ơi. Chú ơi chú. Trời ơi chú ơi. Bình tĩnh. Cho con xin múc chú cái được. Quýnh tao nữa. Đục chú á. Một con nhịn chín con lạnh. Mày còn định quýnh tao nữa. Nè nè. Quýnh gì đục vô mặt thôi. Nè nè nha. Chỉ cần một cú điện thoại thôi là mè lũ tao tới đánh tụi bay liền nè. Tụi bay đàn bà con gái gì mà cái mặt như là đàn ông. Chị hăng ghê, nãy em cản qua mà không nghe nghe lời. Làm như có phạm pháp không chị? Chị đánh quá trời ha em ha, mới nãy nói là bước lên hết lông nách đi không chịu. Ê, chị ngắt hai cái đầu ti của ảnh á. Vậy giới tính của anh có phải là sự thật không anh? Anh ơi, anh ơi, mình BD có gì mình nói xã hội giờ dễ lắm anh ơi, nói đi anh ơi. Nói đi anh, có gì nói đi. Anh nói đi, anh vui lòng nói đi anh, vui lòng, vui lòng nói đi anh. Nói đi anh, nói đi anh ơi, anh ơi. Ai vậy? Đồ biến thái. Anh, cho em hỏi cái tác hồi nãy có phải thiệt không anh? À anh ơi, cái chị đó phải là con gái thiệt không anh? Phải không anh? Cái tác ở đâu anh? Trả lời mấy câu hỏi giùm em với anh ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Chị ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh sao? Anh ổn không? Anh ơi, 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 cầu cứu. Lúc trước tôi cứ anh bóng, anh không chịu, để bây giờ anh bể bóng. Thôi tôi bận lắm, bây giờ tôi có trai mới rồi, bóng hơn anh nhiều. Bye.